Hình như mình nghe thấy tiếng gì xung quanh đây. Ai ngồi đằng kia làm gì ấy nhở? Cứu với, có ai không cứu với. Chạy đâu hả nhóc? Đau quá. Mình sắp phải đinh chảy cả máu chân rồi. Phải làm sao bây giờ? À, mình có cách rồi. Chạy đâu cho thoát. Anh ơi, có gì ăn không cho em xin với. Nhìn em ấy tội nghiệp quá. Này, có mày đây, cả đây nữa. Mình đói và buồn ngủ quá. Hả? Mình vừa mơ giấc mơ gì vậy? Có rất nhiều kẹo, liệu có phải là thật không nhở? Wow, có kẹo thật này. Vậy không phải là mình mơ rồi. Tất cả đều là sự thật. Nhiều kẹo thế này, hôm nay mình không còn phải lo đói bụng nữa rồi.